Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kế hoạch siêu khủng của Donald Trump với quân đội Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, Donald Trump đã hứa sẽ mang đến cho Hải quân Mỹ sức sống mới với những chương trình đóng tàu đầy tham vọng. Tổng thống mới của Mỹ không giống như Barack Obama, cắt giảm chi phí dành cho hải quân, ông Trump sẽ đầu tư phát triển hơn 70 tàu chiến mới. Trong số đó, các tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay và tàu tuần dương tên lửa, đồng thời thêm vào biên chế của hải quân khoảng 50.000 người. Trong kế hoạch của mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa tăng cường sức mạnh chiến đấu của các lực lượng hải quân Mỹ từ 272 lên đến 350 tàu chiến. Điều này thực sự cần thiết, cần phải tăng ngân sách cho quốc phòng để loại bỏ tất cả các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia cũng như lợi ích của Mỹ. Nếu kế hoạch của ông Trump sẽ được thực hiện, Hải quân Mỹ sẽ sở hữu sức mạnh chiến đấu cũng như quân số lớn nhất từ năm 1988, hãng Tribune News cho biết. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những thông tin về việc xây dựng các tàu chiến vẫn chưa được tiết lộ, những loại tàu chiến nào sẽ được ưu tiên phát triển cũng chưa được xác định. Trong kế hoạch này có thể bao gồm việc xây dựng trên tàu sân bay hạt nhân đa năng của Hoa Kỳ, lớp Gerald R. Ford. Tàu sân bay này đã được xây dựng từ năm 2009. Ford là sân bay cải tiến của tàu sân bay của Nimitz và sẽ thay thế cho các tàu sân bay Nimitz. Mỗi tàu sân bay loại này có giá ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ. Trong số các tàu chiến lược ưu tiên, có thể có tàu ngầm phóng lôi lớp Virginia trị giá 3 tỷ đô la Mỹ, cũng như các tàu lớp LCS trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Ông Donald Trump cho rằng nếu Hải quân Mỹ có thêm nhiều tàu chiến thì khả năng chiến đấu cũng như tác chiến sẽ được nâng cao. Nhà Trắng sẽ có được nhiều lựa chọn trong việc giải quyết các tình huống khủng hoảng và ngăn ngừa xung đột vũ trang. Cuối cùng, số lượng và chất lượng của các tàu chiến cũng như sức mạnh của hải quân sẽ ảnh hưởng đến quá trình và kết quả của chiến tranh hiện đại. Mỹ sẽ ngừng các chính sách cắt giảm chi tiêu quốc phòng, cố vấn của ông Trump, thượng nghị sĩ từ bang Alabama và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tương lai, Geoff Sands, thông báo với hãng Tribune News. Theo kế hoạch của Donald Trump, ông sẽ tăng cường ngân sách cho quốc phòng nhằm bảo đảm khả năng chiến đấu và quân số của lực lượng vũ trang Mỹ. Điều này có thể là tin vui đối với các nước đồng minh của họ. Việc Hoa Kỳ sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự để bảo đảm vị trí đứng đầu của họ, đồng thời họ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và bảo đảm an toàn trật tự trên thế giới. Một trong những ứng cử viên sẽ giữ chức người đứng đầu lực lượng hải quân trong chính quyền của ông Trump được coi là nghệ sĩ Randy Fox của bang Virginia. Trong bản báo cáo của mình, ông trích dẫn rằng Donald Trump sẽ là người thực hiện hiện đại hóa một số lượng đáng kể các tàu tuần dương URO trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Những con tàu này được trang bị 122 tên lửa hành trình thuộc các loại khác nhau. Hiện tại, Mỹ đang có 22 tàu loại này. Theo ông Trump, tất cả các tàu chiến của lớp này có khả năng phòng thủ tên lửa chiến lược (PMD). Trước đó, chính quyền Obama đã đưa ra quyết định sử dụng vô thời hạn về vấn đề này. Trong bản kế hoạch của ông Trump sẽ cung cấp kinh phí cho việc xây dựng các tàu ngầm Virginia mới thế hệ thứ tư với tên lửa hành trình Tomahawk và tàu khu trục lớp Arleigh Burke với máy bay trực thăng chiến đấu và hàng trăm tên lửa hành trình trên tàu. Trước đó, Hải quân Hoa Kỳ có khoảng 70 chiếc tàu loại này, nhưng trong năm 2011, chính phủ đã quyết định tăng các tàu khu trục loại Arleigh Burke và năm 2016, số lượng tàu này sẽ lên đến 24 chiếc. Ông Trump đã đề nghị tăng tốc độ xây dựng những tàu chiến loại này, những biện pháp này sẽ làm sống lại ngành đóng tàu Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn tiến hành hiện đại hóa các tàu chiến hiện có. Trong những năm qua, những việc này liên tục bị trì hoãn do ngân sách của Hải quân Mỹ bị hạn chế. Bản thông báo nhấn mạnh, kế hoạch của ông Donald Trump sẽ góp phần tăng cường hợp tác và cải thiện mối quan hệ với các doanh nghiệp khu phức hợp ngành công nghiệp quân sự. Trước đây, mối quan hệ trong lĩnh vực này trở nên căng thẳng và đạt hiệu quả không cao. Theo các tài liệu quan điểm của tác giả, một số cơ sở hạ tầng của nhà máy đóng tàu, nhà kho và xưởng sửa chữa ở căn cứ Mỹ chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh đã bị tháo dỡ trong thời gian qua. Randy Fox đã đề nghị Tổng thống Trump quyết định khởi động lại các doanh nghiệp ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ. Donald Trump cũng muốn tạo ra một cơ sở giáo dục vững chắc để việc đào tạo công nhân lành nghề trong các nhà máy đóng tàu. Những lực lượng này sẽ được tăng cường cho lực lượng Hải quân Mỹ. Trong thời gian tới, Hải quân Mỹ sẽ tăng số lượng tàu chiến lên 350 chiếc. Theo chuyên gia phân tích tại Trung tâm Phân tích Chiến lược, đồng thời là cố vấn của Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Brian Gluck, cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tàu lớp LCS, xây dựng 3 tàu ngầm lớp Virginia trong thời hạn 1 năm, đồng thời đưa vào hoạt động tên lửa đạn đạo mới nhất của tàu ngầm Columbia với chi phí 5 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc. Những tàu này sẽ thay thế cho các tàu chiến ven biển Freedom LCS-1 và Independence LCS-2. Ông Brian Gluck cho biết, ngoài ra, Hải quân Mỹ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tàu sân bay. Đến năm 2030, Hải quân Mỹ phải được trang bị ít nhất 12 tàu sân bay. Trong thời đại ngày nay, các tàu sân bay đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai lực lượng và bảo đảm hoạt động một thời gian khá dài trên biển. Quân số phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump phải đạt 380.000 người. Hiện nay, quân số Hải quân Mỹ khoảng 330.000 người. Tất nhiên, ngoài việc phát triển lực lượng hải quân, Tổng thống Donald Trump sẽ đầu tư toàn diện cho quân đội, bao gồm cả không quân, thủy quân lục chiến, để bảo đảm an toàn cho nhân dân Mỹ cũng như bảo vệ lợi ích của Mỹ. Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyanko cho biết, các chuyên gia cho rằng, kế hoạch quyết định đầu tư lớn cho quốc phòng của Tổng thống mới hoàn toàn hợp lý, việc phát triển và tăng cường sức mạnh của lực lượng quốc phòng là cần thiết. Cần nhớ rằng, trong thời gian qua, trong khi Mỹ đang đau đầu về việc sa lầy vào quá nhiều chiến trường, tham gia vào quá nhiều chiến dịch quân sự trên toàn thế giới, điều này làm cho ngân sách của họ bị thâm hụt, dẫn tới họ không đủ kinh phí để thực hiện các dự án vũ khí chiến lược trong tương lai. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nga cho ra đời hàng loạt siêu vũ khí mới. Nếu Mỹ không muốn mất đi tầm ảnh hưởng của mình, thì buộc họ phải cân nhắc việc tham gia cũng như cung cấp vũ khí quân sự cho các nước đồng minh. Liệu ông Donald Trump sẽ khiến Bắc Kinh chùn bước ở Biển Đông? Nhiều nhà phân tích phương Tây đánh giá chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ trước đến nay luôn thể hiện một sự không khoan nhượng, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh có rất nhiều thay đổi về quyền lực trong quan hệ quốc tế hiện nay, như sự nổi lên của nhà lãnh đạo đầy cứng rắn ở Philippines, chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump, Bắc Kinh có thể sẽ thay đổi lập trường của mình trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực. Eric Hill, giáo sư chính trị và là chuyên gia về các vấn đề châu Á tại Đại học Brigham Young cho rằng, rất có thể dư luận sẽ được nhìn thấy một Trung Quốc mềm mỏng và dễ thỏa hiệp hơn trong thời gian tới, đối lập hoàn toàn với sự hung hăng thường thấy trước đây. Dẫn chứng đầu tiên cho điều này đó là việc các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã lần đầu tiên cho phép ngư dân Philippines đánh bắt trở lại gần khu vực bãi cạn Scarborough, nơi mà trước đây đã chiếm quyền kiểm soát từ năm 2012. Một số phân tích gần đây cho thấy Bắc Kinh trên thực tế đã bắt đầu có sự thỏa hiệp trong các tranh chấp lãnh thổ để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc lại muốn làm dịu lại tình hình ở Biển Đông trong thời điểm hiện tại? Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng trái phép một số đảo và đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1988 và bắt đầu các hoạt động cải tạo, quân sự hóa gấp rút trên các lãnh thổ Biển Đông trong vài năm trở lại đây. Bế tắc trong việc kiểm soát bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã thường xuyên đưa các tàu áp sát khu vực này để xua đuổi ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường truyền thống của họ. Giới quan sát lo ngại Bắc Kinh sẽ tiếp tục có các hành động cải tạo ở Scarborough, nơi chỉ cách căn cứ hải quân Suwik 123 dặm về phía Tây. Việc thiết lập căn cứ quân sự trên bãi cạn Scarborough sẽ mở rộng tầm nguy hiểm của Trung Quốc gần với Manila. Nhưng sau đó, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Quốc tế vào năm 2013. Phán quyết đưa ra ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài thường trực ở La Haya đã phân định Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Áp lực từ dư luận quốc tế đã khiến cho Trung Quốc không thể tiếp tục các hành động ngang ngược ở khu vực này. Trong khi đó, phản ứng từ Washington về vấn đề Biển Đông đã được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2010. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết, Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ đề nghị các hoạt động trên Biển Đông cũng như việc phân xử các tranh chấp cần dựa trên các quy tắc luật pháp quốc tế. Báo cáo của chính phủ Mỹ cũng bác bỏ yêu sách lãnh thổ đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc. Chính sách của Mỹ ở Biển Đông sau đó đã được tăng cường thông qua việc hỗ trợ cho các đối tác và đồng minh của nước này ở Đông Nam Á, vốn đang phải chịu sức ép rất lớn từ Bắc Kinh. Trong năm 2014, Manila đã ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng tăng cường với Washington. Trong đó, hai bên đã bàn về sự quay lại của quân đội Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Philippines. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử cách đây ít ngày được coi là một yếu tố mới khiến Trung Quốc xem xét lại lập trường của mình. Một số nhà phân tích dự đoán rằng Trump sẽ không thách thức Trung Quốc về vấn đề hàng hải bởi ông quan tâm nhiều hơn đến hoạt động kinh tế, thương mại với cường quốc châu Á này. Tuy nhiên, tờ Washington Post nhận định, nếu tin vào dự cảm nói trên, đó sẽ là một sai lầm rất lớn cho Trung Quốc. Cựu giám đốc CIA James Comey, người giờ đây là cố vấn cấp cao an ninh quốc gia cho ông Trump cho biết, Tổng thống tân cử dù sẽ thận trọng hơn trong việc đưa Mỹ mở rộng ảnh hưởng vào các khu vực trên thế giới, tuy nhiên Washington vẫn sẽ là người giữ cán cân quyền lực ở châu Á và có khả năng vẫn quyết tâm bảo vệ các đồng minh của mình chống lại sự lừa dối của Trung Quốc. Giáo sư Eric Hill cho rằng, với tình hình có nhiều thay đổi trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang muốn cân bằng lại chính mình để tìm một hướng đi hợp lý. Mỹ bắt đầu chiến lược xoay quanh trục châu Á vào năm 2012 thông qua việc tăng cường các liên minh quân sự và xây dựng quan hệ đối tác tại khu vực này. Sau 4 năm, với việc trục Mỹ ngày một lớn mạnh khi liên kết được với rất nhiều nước đối đầu với yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh hiểu rằng đây là một mối đe dọa thực sự. Điều này dẫn đến việc cường quốc châu Á phải tìm cách chuyển hướng từ gây hấn sang các giải pháp linh hoạt ngoại giao. Trong đó có việc sẵn sàng đàm phán về các lãnh thổ tranh chấp. Nếu hành vi trước đây của Bắc Kinh là một sự hung hãn, thì giờ đây Trung Quốc lựa chọn phương thức thỏa hiệp giống như một bước đi hiệu quả nhất để phục vụ cho các lợi ích chiến lược lớn hơn trong thời điểm hiện tại. Ngay từ khi phán quyết PCA được đưa ra, Trung Quốc đã bị dồn vào bước đường cùng bởi sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh châu Á và đặc biệt là từ dư luận quốc tế. Tuy nhiên, với việc cứng rắn phản đối trước đó, Bắc Kinh đã tự đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu lần tới, Trung Quốc sẽ vấp phải những phản ứng dữ dội, nhưng nếu lùi bước lại, cường quốc châu Á sẽ phải cảm thấy mất mặt. May mắn đối với Trung Quốc, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại có những căng thẳng với Mỹ và tìm đến một sự gần gũi hơn với Bắc Kinh. Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Philippines đã có cuộc gặp đầu tiên để thảo luận về mối quan hệ hai nước. Bắc Kinh đã ngay lập tức giảm bớt đi những tranh chấp ở bãi cạn Scarborough như một cách để chiều lòng Manila. Với việc hiểu được rằng, trong lúc phán quyết của Tòa án quốc tế còn chưa bớt nóng, việc gây thêm xung đột ở Biển Đông là điều dại dột. Trung Quốc đã thể hiện một lập trường hòa dịu hơn khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ Bắc Kinh-Manila đã chuyển sang một trang mới. Hai nước sẽ giải quyết các tranh chấp thông qua tham vấn và tập trung vào hợp tác. Bước đi của Bắc Kinh nói trên cũng được áp dụng với Malaysia, quốc gia láng giềng khác có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng giống như Philippines, Malaysia có quan hệ hợp tác hết sức khăng khít với Washington. Nước này đã nhiều lần cho tàu sân bay Mỹ cập cảng, cũng như cho phép máy bay trinh sát P-8 Poseidon sử dụng các căn cứ để tuần tra Biển Đông. Malaysia cũng có một thỏa thuận quốc phòng với Singapore, Úc, New Zealand và Vương quốc Anh. Vào tháng 6 năm 2016, Kuala Lumpur đã bày tỏ sự thất vọng của mình với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông trong tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao ASEAN vào thời điểm đó. Khi quan hệ Mỹ với Malaysia xích mích bởi cáo buộc tham nhũng mới đây của Bộ Tư pháp Mỹ, Bắc Kinh đã tranh thủ nắm lấy cơ hội để cải thiện quan hệ song phương riêng của mình. Trong thời gian Thủ tướng Malaysia Najib Rajak thăm Bắc Kinh, Trung Quốc đã đề nghị bán cho Malaysia các tàu tuần tra nhanh trên biển và tiến tới các hợp tác một cách toàn diện hơn. Có thể thấy rằng ít nhất trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã lựa chọn cho mình một hướng đi giúp cho Biển Đông sóng yên biển lặng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông sẽ được cắt giảm xuống mức tối đa. Với một chính sách châu Á còn chưa rõ ràng từ chính quyền Tổng thống tân cử Donald Trump, động thái gần gũi với các quốc gia Đông Nam Á vốn có tranh chấp lãnh thổ trực tiếp có thể là chiến lược lùi một bước tiến ba bước nhằm phục vụ cho những mưu đồ sau này của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!